Xin chào các bạn nhỏ, xin chào tất cả các cô, các bác, các chú, các ông, các bà đã trở lại với kênh Hàng Chính Phủ Hàn Quốc, Hàng Sách Tay Đi Đường Bay. Cả nhà mình ơi, như vậy là sau nửa năm chờ đợi, chúng ta đã có được những cái hộp cao su ngựa lùn đảo Jeju Hàng Chính Phủ Hàn Quốc rất là xịn. Một thời gian rất là lâu chờ đợi bởi vì sản phẩm này rất là khó mua và cái việc vận chuyển của nó rất là phức tạp. Như vậy là chúng ta thấy được rằng là để mua được một hộp cao su ngựa Hàng Chính Phủ xịn của đảo Jeju, chúng ta phải có một cái lộ trình đi như sau. Chúng ta từ sân bay Nội Bài bay sang sân bay Incheon, đó là sân bay của thủ đô Seoul, và từ sân bay Incheon, sân bay quốc tế của Hàn Quốc, lại bay lại đi di chuyển tới sân bay Gimpo, tức là sân bay nội địa, nó nằm ở trong cái thủ đô Seoul. Và từ sân bay Gimpo chúng ta bay ra đảo Jeju, bay ra đảo Jeju sau đó đến cái làng cổ đấy, rất là đặc biệt ở trên cái đảo Jeju của Hàn Quốc. Chúng ta mua cái cao su ngựa lùn này bởi vì ở đó cái con ngựa lùn nó được coi là một trong những cái con vật mà có cái bộ xương rất là chắc khỏe và giàu giá trị dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe. Đó thì người ta dùng cái bộ xương của nó để làm những cái sản phẩm là cao su ngựa Chính Phủ Hàn Quốc. Đó, sau khi mua được xong, chúng ta ra sân bay Gimpo, chúng ta bay về sân bay Gimpo, và từ sân bay Gimpo chúng ta di chuyển ô tô ra sân bay Incheon của Hàn Quốc. Đấy, sân bay quốc tế, và từ sân bay Incheon chúng ta đáp cái chuyến bay của Vietjet Air. Đó, đó, về sân bay Nội Bài. Như vậy lộ trình để mua được một hộp cao su ngựa chúng ta nghe đã nhức hết cả đầu, đúng không ạ? Chính vì thế mà chúng ta phải chờ đợi rất lâu, nửa năm chúng ta mới mua được một set cao su ngựa lùn Hàng Chính Phủ Hàn Quốc xịn như thế này. Là một set của nó nặng là 760g, bao gồm 4 hộp, 2 hộp to và 2 hộp nhỏ, đúng không ạ? Và cái liệu trình này của nó là dùng trong vòng 1 năm nhé, anh chị em nhé. Đấy, cả nhà mình nhìn này. Đó, đấy, nó có 4 hộp, 2 hộp to, 2 hộp nhỏ. Đây, cả nhà mình nhìn nhé. Đấy, hàng rất là xịn, đúng không ạ? Đấy. Rồi. Còn đây là cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng, từ cái công dụng của cao su ngựa cho tới các cái đối tượng được sử dụng cao su ngựa và cái cách dùng cao su ngựa như thế nào cho hợp lý, đúng không ạ? Rồi, rất là vui mừng được phục vụ anh chị em. Ở đây Huy về được 10 hộp, chiều ngày hôm nay mình sẽ gửi 5 hộp đi Hải Phòng, Quảng Ninh cho khách ở trên phố cổ Hà Nội và một hộp ở Sài Gòn. Còn những hộp còn lại là Huy sẽ dùng để bán lẻ. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi nhé. Xin chào anh chị em, và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh chị em về cái cách dùng cao su ngựa Hàng Chính Phủ ở đảo Jeju, một trong 7 sản phẩm được Chính Phủ Hàn Quốc bảo trợ về chất lượng. Trước khi mình nói về cách dùng nhé, thì mình chia sẻ với anh chị em một chút về cái công dụng của cao su ngựa lùn ở đảo Jeju. Đó, và Hàng Chính Phủ thì chất lượng của nó rất tốt. Thì về công dụng của nó thì hiện nay cái công dụng của nó là hỗ trợ và điều trị các cái chứng ích khí, yếu gân cốt, đau nhức xương khớp, thái hóa xương khớp, bổ xương, giúp ngăn ngừa loãng xương ở người lớn tuổi. Tiếp theo nữa là cao su ngựa có tác dụng bổ dưỡng, giúp cơ thể chống suy nhược đối với người cao tuổi, già yếu, và giúp họ khỏi cái bệnh này rất là nhanh. Dùng cao su ngựa sẽ giúp ăn ngon, dễ ngủ, dễ tiêu hóa, khắc phục được các bệnh về táo bón. Còn ngoài ra đối với trẻ em thì nó bổ sung canxi rất là tốt, chống suy nhược cơ thể và tăng chiều cao, giúp cái xương cốt của các bạn nhỏ là trở nên chắc khỏe hơn rất là nhiều. Thì cái đối tượng mà dùng cao su ngựa lùn Hàng Chính Phủ đảo Jeju là những ai? Đối với trẻ em thì từ 1 tuổi đổ lên thì nó sẽ gì ạ? Đối với những trẻ em mà gầy gò do bị suy dinh dưỡng, biếng ăn, còi xương, dùng cao su ngựa lùn là cái lựa chọn tối ưu. Sau một thời gian sẽ ăn khỏe, lên cân nhanh, phát triển xương chắc khỏe và da dẻ sẽ trở nên hồng hào hơn. Đối với người lớn thì những người gầy yếu, mới ốm hoặc là sau khi sinh đẻ bị suy nhược cơ thể, uống cao su ngựa sẽ hồi phục sức khỏe rất là nhanh, điều hòa kinh nguyệt rất là tốt. Đối với người cao tuổi thì bị bệnh viêm tá tràng kinh niên, ăn uống kém, dễ bị đi ngoài, đi kiết, cao su ngựa sẽ giúp cho mọi việc trở nên dễ dàng hơn, đặc biệt là tăng cường sinh lực và hỗ trợ sinh lý ở nam giới. Cao su ngựa có rất là nhiều các cái tác dụng tốt, chính vì thế là nó là một trong những sản phẩm rất là cao cấp, được rất là nhiều người quan tâm. Và đây là Hàng Chính Phủ được đưa về từ đảo Jeju và vẫn còn nguyên các cái tem ở kiện bay. Và bây giờ mình sẽ mở cái hộp cao su ngựa này ra để cho anh chị em biết nhé. Một hộp cao su ngựa như thế này, nó có 4 hộp bên trong, 2 hộp to và 2 hộp nhỏ. Tổng trọng lượng của nó là 280 là 560, tức là 760. Đó, đó, 460, 560, đúng rồi. Đó, bởi vì ở đây là gì? Ở đây là 280g một hộp to, thì hai hộp to này là 560g, và một hộp này là 100g thì là 760g. Đó, một cái set như thế này, và một set như thế này dùng 1 năm nhá anh chị em nhé. Đó, cả nhà mình nhìn cái hộp này này. Đó. Đây là cái hộp to của nó, anh chị em xem thật kỹ nhé. Đây là cái hộp to của nó. Một hộp to như thế này là có 280g và hộp nhỏ là 100g. Thì một hộp này có 4 lọ. Và anh chị em lưu ý là gì? Cái cách dùng hiệu quả đối với cao su ngựa lùn ở đảo Jeju đó là gì ạ? Mỗi ngày một set như này là chúng ta dùng được 1 năm,
Và mỗi ngày chúng ta dùng 20 viên, 20 viên trước khi ăn sáng và 20 viên trước khi đi ngủ. Và anh chị em lưu ý là cao xương ngựa chỉ thật sự có giá trị và nó phát huy được tối đa cái công dụng của nó là khi chúng ta uống đủ nước, tức là lượng nước uống khi dùng cao xương ngựa một ngày từ sáng đến tối phải đảm bảo từ 1,5 lít tới 2 lít nước. Và đấy là một cái lưu ý rất là quan trọng để anh chị em có thể dùng cái sản phẩm này. Và nếu như mà anh chị em có nhu cầu nhé, thì hãy liên hệ với lại Kozasop, hàng sách tay Hàn Quốc chính hãng. Kozasop, siêu thị online, Kozamart siêu thị online. Hãy liên hệ với chúng tôi để các bạn có được cái sản phẩm sách tay chính hãng. Đấy, hàng sách tay đi đường bay. Và giá của một hộp như thế này là 480.000 won. Nó tương ứng với lại 9.500.000 tiền Việt Nam đồng. Đây các bạn nhìn này, giá niêm yết của nó, đúng không ạ? Đó. Nhưng mà nếu như anh chị em nào mà có cái thẻ bảo hiểm của người Hàn Quốc thì mua một cái sản phẩm như thế này thì giá nó cũng rẻ hơn được tương đối, đúng không ạ? Nhưng mà với điều kiện là chúng ta phải có cái thẻ bảo hiểm của người Hàn để chúng ta mua, chúng ta có cái sự trợ cấp và chúng ta có được cái sự chiết khấu và giảm giá cho người Hàn. Còn nếu không, chúng ta phải mua một cái giá niêm yết nó sẽ rất là cao. Anh chị em khi liên hệ với Huy thì sẽ có giá rất là yêu thương để phục vụ anh chị em với một cái mức giá cực kỳ hợp lý khi chúng ta dùng cái hộp cao xương ngựa này. Và đặc biệt lưu ý là nhà anh chị em nào có cháu nhỏ mà nó chiều cao nó bị giới hạn, đúng không ạ? Các cháu lùn và cơ thể các cháu bị suy nhược, bị yếu, ăn không ngon, hay bị đi ngoài hoặc là hay bị các bệnh về đường ruột, bị bệnh dạ dày, thì hãy mua cho các cháu một hộp cao xương ngựa như thế này. Chúng ta sẽ thấy là sau một hộp cao xương ngựa các cháu sẽ thay đổi cơ địa rất là nhanh, phát triển rất là tốt, xương chắc khỏe và chiều cao sẽ tăng lên đáng kể. Anh chị em nhà mình lưu ý nhé. Còn đối với người cao tuổi, người trung tuổi thì bổ sung canxi và nó giúp cho rất là nhiều các loại bệnh về xương khớp trở nên khỏe mạnh hơn. Chúc anh chị em có một ngày vui vẻ và hy vọng rằng được phục vụ anh chị em trong một ngày gần nhất. Chào tạm biệt cả anh em nha. Ok.